Mở đầu clip là pha thót tim khi gấu đen tiếp cận bất ngờ, khiến ba du khách nữ không dám đi, có lúc chỉ dám di chuyển ruột rè. Con gấu đen tiến lại gần ba du khách đang đứng trên đường, rồi dùng mũi hít khắp người một du khách đang đứng phía ngoài, như thể đang tìm thứ gì đó. Một lúc sau, không tìm được thứ mong muốn của mình, con gấu đã quay đầu bỏ đi. Tuy nhiên sau đó, con gấu bất chợt quay lại, dùng miệng ngửi chân du khách nữ. May mắn là không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Ngày làm tiếng 15k, đền cái bánh kem hết mẹ 150. Bỏ việc về lấy chồng đại gia mẹ đi cho rồi, chứ làm gì tầm này nữa. Không nên buồn, và không có gì phải buồn, thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài. Đúng không? Mưa nào mà không tạnh. Oh my god, no, I just... Thằng này láo, ý thức đâu? Như này là phải cho tắm riêng xả thì mới biết thế nào là lễ hội. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Trời ơi, cái quân què gì vậy bà? Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Một triết gia online nào đó đã từng nói, mọi việc thì rất đơn giản, mà biêu bộ cứ thích mấy ít cơm bờ ly cây tịch. Hồi đấy tôi còn không tin, nhưng giờ thì được phen mở mang tầm mắt rồi các bác ạ. Một ông làm chẳng nên non, ba ông chụm lại phá tanh bành cái xe. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Nước tràn bờ đê là thường quá rồi, giờ nước tràn lên đường quốc lộ cho xe bơi như cá luôn mới gọi là đỉnh của chớ. Chuyến này mấy bác gara hốt bạc, thời tới cản không kịp luôn. Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ. Đi siêu thị mua sắm cho nó xả xì chén mà gặp quả này chắc trầm cảm luôn. Trượt về nước thương mơ, rê anh hương như đắp mơ. Xe cứu hỏa là loại xe không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ xe chết máy. Chuyến này chắc chưa kịp cứu ai mà trôi bà nó về sông Mê Công luôn. Chắc hẳn các đồng chí phải bất lực lắm. Ba mươi chưa phải là Tết, đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Anh bảy chú thôi chứ đời nào mà chú bắt được anh. Cứ tưởng bở là giỏi, chưa biết ai giòn hơn ai đâu nha. Sợ em lo lắng nên anh cứ mãi lặng im. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Bởi vì anh... Mua con xế hợp đi cho nó an toàn mà sao con xế của mình nó lạ lắm. Không biết nó bảo vệ mình hay mình bảo vệ nó luôn. Mẹ nó chứ, biết thế để tiền uống trà sữa cho nó sướng cái thân, ngộ ha. Hôm rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thương. Bánh kẹp kiểu này thì các anh chắc hẳn phải mê lắm nhờ, quá là chân thật luôn. Ăn xong mua sẵn chục liều thuốc sổ run cho chắc cớm, chưa chắc đã ngon đâu. Lại thêm một quả xe bay ảo Ma Canada nữa. Không biết các bác có chơi đá khi lái xe không mà ảo thế nhờ. Tưởng đâu phim trường Fast and Furious. Kiểu gì? Bật chỉ được bay lên, 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 bay lên, bật chỉ được bay lên. Khi ai đó hỏi tôi thời tiết dạo này như thế nào, thì tôi sẽ đưa cho họ xem cái video này và nói: bạn thấy đó, nóng sơ sơ cỡ này thôi, cũng không có gì to tát, muốn chảy mẹ hết mở ra thôi. Đi làm cũng chăm chỉ, nỗ lực lắm mà số phận cứ thích đưa đẩy gặp mấy quả suýt đăng xuất mẹ khỏi trái đất. Rất là mệt mỏi với tinh thần, không vì mưu sinh thì bố mẹ bỏ việc lâu rồi nhá, tức cái lòng ngực. Sống xa nhà nhiều khi tự nhiên khiến con mỏi mệt. Cuộc sống xa nhà mẹ cha hay con bóng thấy nhớ nhà. Xe không phê, đường cũng không phê, vậy ai là người phê? Cha nội lái xe.
quá đường như lao thẳng xuống Hoàng Tuyền như này mà vẫn đâm đầu thì tôi thật sự cạn mẹ nói lời rồi. Chuyến này mà mọi người tới cứu hộ có khi người ta còn đắm cho. Em thật là ngốc để cố chấp yêu một người mà người ấy đâu có mang cho em niềm vui. Vậy tại sao phải cố yêu nhau để rồi mang cho nhau thêm những nỗi đau? Tàn nhưng không phế, đừng có thấy anh yêu mà nghĩ anh bất lực. Hình thức với cả ngoại hình không quan trọng, quan trọng là nội tâm anh vẫn cứ là chất như nước cất nha. Được, hào hán, hào hán. Đi mua bánh gặp ngay người nổi tiếng, đợi có mấy khi. Nhân vật phim bình thường đã khó gặp rồi, mà giờ còn gặp nhân vật hoạt hình trong Chú Chuột Đầu Bếp nữa mới đỉnh. Mới học lái hôm qua nên lái xe có hơi cồng kềnh các bác ạ. Chứ đâu có ai muốn phải cồng kềnh như này đâu. Cũng mệt thấy mẹ. Bình thường thôi. Khi bạn đổ xe bên cạnh xe đứa bạn ghét, bạn đã muốn đụng thì mình chạm, bạn xúc thì mình múc. Đừng có thấy hổ không gà mà lại tưởng Hello Kitty nha. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả, nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay. Khi bạn mang số sao chổi nhưng lại thích tạo nét, cũng vừa lắm, có ai ép đâu mà cứ thích ra vẻ quá à. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.